Vaccine COVID-19 của Pfizer là một trong 5 loại được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Vaccine này được bào chế dưới dạng hỗn dịch đặc, cần sử dụng dung dịch LACL 0,9% để pha trước khi tiêm. Mỗi loại vaccine được pha loãng với 1,8ml dung môi và tôi đã có mặt tại dây chuyền sản xuất loại dung môi này. Nghĩa là nguyên liệu đầu vào của chúng tôi sẽ được kiểm nghiệm và đạt tiêu chuẩn. Sau khi nguyên liệu được đạt tiêu chuẩn ấy, chúng tôi sẽ tiến hành cân pha, cân được trong môi trường cấp B và pha chế trong môi trường B. Dung dịch sau khi pha chế sẽ được lấy mẫu kiểm nghiệm bán thành phẩm, đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm bán thành phẩm, bắt đầu tiến hành để sản xuất đóng dung dịch vào trong máy. Sau khi hạt nhựa được hút chân công sang máy BVF, bộ khuôn sẽ tạo ra các ống nhựa như này. Đồng thời một lúc là dịch sẽ được bơm vào cái ống này để đảm bảo quá trình được thực hiện được bơm dịch ở trong lắp A tuyệt đối. Dung dịch sau khi mà đã được đóng vào ống như thế này thì cái bước tiếp theo sẽ là gì ạ? Bước tiếp theo của máy này sẽ là in laser, nghĩa là in số lô đát và bạn dùng lên của vỉ này và loại bỏ ba viên nhựa thừa để tạo ra các giải 20 ống liên tiếp. Và tiếp đến ở đây là giai đoạn là tách từ 20 ống sẽ tách thành 4 vỉ, 5 ống sẽ qua băng tải chuyển đến bộ phận soi kiểm online và dán nặn online tự động. Dung môi để pha tiêm vaccine này thì điều kiện bảo quản điều kiện thường, nghĩa là chỉ tránh ánh sáng, độ ẩm và nhiệt độ dưới 30 độ C. Việc chúng ta chủ động trong việc sản xuất được cái loại dung môi này thì có ý nghĩa như thế nào ạ? Như bạn biết là việc tiêm vaccine cần rất nhiều yếu tố và dung môi hoàn nguyên là một trong những yếu tố đó. Việc mình chúng ta có thể tự chủ sản xuất được cái dung môi hoàn nguyên đó thì là tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian này và đáp ứng được nhu cầu tiêm vaccine của cả nước.